sáng nay chắc bình thường không ăn kiểu đấy, nên sáng nay em chưa ăn gì hết, uống nước rồi nhưng mà chưa ăn gì hết, mà uống vô cái là tí nữa nó chạy luôn đấy. Chắc là ruột mình không quen. Về căn bản ấy, protein là nguồn nhiên liệu chính để tạo ra cơ bắp, và chúng ta càng làm việc nhiều thì protein càng chuyển hóa thành cơ bắp. Thế thôi, rất là dễ. Thì cũng bảo là em cũng muốn uống trong vòng 30 phút cho sau khi mình tập ấy. Tốt quá luôn chứ này. Nếu như em dùng cái trước sau 30 phút sau khi tập thì dùng cái đạm đen của Herbalife thì là chuẩn nhất, xịn nhất trong các loại xịn rồi. Em hình dung nhá, có nhiều loại thực phẩm chức năng mà chỉ có nhà giàu mới có thôi. Ví dụ như thực phẩm chức năng tự nhiên thì có loại đông trùng hạ thảo, sâm dung, quế phụ đúng không? Còn những thực phẩm chức năng mà được tổng hợp từ mà nhà máy ra đấy thì là của bọn nhà giàu nó nghĩ ra để nó dùng cho nó là chính đấy. Mà em hình dung là làm gì có những cái công ty gì mà bán được cái hàng mà đa quốc gia được. Làm gì có tập đoàn nào lừa đảo mà đẳng cấp đến mức độ như vậy. Đúng không? Nó phải siêu khủng khiếp. Việt Nam mình làm gì có cái sản phẩm gì bán được đa quốc gia đâu. Toàn đem kênh phân Thì mấy phối thôi. cái Và tốt hầu hết đều mà. bán sản phẩm hướng tới cái việc là sử dụng làm công cụ thôi, chứ không có cái sản phẩm gì giáo dục được khách hàng. Chứ còn cả xã hội là người ta cần học, học là để nâng cao trí tuệ, chúng ta cho con học bằng chết này. Ông trường nọ trường kia vừa rồi có một cái vụ người Trung Quốc ấy, có mẹ cô mẹ của cái cậu bé đấy mà ngủ với hiệu trưởng 9 lần là để xin con mình vào cái trường nó top 1 của Trung Quốc ấy. Mà viện cớ mọi lý do. Có nghĩa là họ có những cái lý do của họ thì mình không phải cuộc chơi của họ, mình kệ họ thôi. Nhưng có nghĩa là trong cuộc đời có rất nhiều người ta khao khát học tập, và hầu hết cả thế giới đều khao khát học tập. Nhưng mà cái nhóm người cái tầm dưới 40 tuổi trở lên ấy, là nghe việc học là lười lắm. Thật sự luôn ấy. Em là một số những trường hợp rất là đặc biệt. Còn tội mọi người mà lại học trong Zoom cũng vẫn là trường hợp đặc biệt. Đó. Chứ còn làm gì có gì tự mà mua được đâu. Nhất là sức khỏe mà mua bỏ tiền được ra đầy, người ta có tỷ tỷ tiền. Bán tôi 1 năm sinh mệnh, tôi trả 100 tỷ đầy, thậm chí cả 1.000 tỷ cũng đầy, đúng không? Làm gì có. Và thường là chúng ta cái cường độ cơn đau của chúng ta nó kém, chúng ta không cảm nhận thấy, thành ra là chúng ta chủ quan. Rồi mình tập dần nhá. Buổi trước mình đến tư thế gì nhỉ, có nhớ nhỉ? Không, bữa là mình vào bài liền một bài liền Bài rồi. liền. Ok. Một bài liền rồi. Rồi. Thế cái bài liền hôm trước em còn nhớ là tập cái gì không? Chưa. Ngồi không à? Em không nhớ từng động tác nhưng mà là toàn động tác là ngồi thôi. Ừ, nhưng mà quan trọng là có nhớ mục tiêu hướng tới cái bài liền là gì không nữa. Chưa. Là gì nhỉ? Rồi, bây giờ mình vẫn tập bài liền tiếp nhé. Và tiêu đề của bài liền ngày hôm nay đấy sẽ nói rõ về 5 loại sức khỏe và 5 loại cảm xúc. Và khi chúng ta đạt được 5 loại sức khỏe, 5 loại cảm xúc đó thì chúng ta sẽ phát sinh ra những cái loại sức khỏe bất bình thường. Gọi là những cái loại sức khỏe và những loại cảm xúc mà người bình thường không có được. Thì tất nhiên là có những người trong cả cuộc đời chưa bao giờ tìm kiếm những cái điều đó, thành ra không biết là có những cái điều đó nó tồn tại. Và đen đủi hơn nữa là họ chưa bao giờ có cái cơ hội sử dụng những cái loại sức khỏe đó vào đời sống hàng ngày để kiếm tiền và để sống. Thành ra họ cũng không biết rằng có những cái điều đó tồn tại trong cuộc đời. Rồi bắt đầu mình tập luôn nhé. Cái đèo không? Chân trái lên trước. À. Dụng cụ trang thiết bị có đầy đủ nhá. Xốp. Đó. Các thứ đầy đủ. Nào chống xốp tiền ơi. Cái chúng Hai ta viên là Thái. tới. Nào xốp chân trái lên trước. Cái chúng ta đều hướng tới. Đó là các cái giá trị về tinh thần. Đúng không? Vật chất đến một ngưỡng rồi nó sẽ đủ, hoặc nó tối giản nó cũng sẽ đủ. Nhưng người Nhật là một trong những nhóm người mà rất là xuất sắc, là họ tối giản được khá là nhiều thứ, thành ra họ đạt tới cái ngưỡng đủ rất là nhanh. Vậy thì quay vào vấn đề của chúng ta nhé. Buổi trước là em đã hiểu rất là rõ về chúng ta có năm giác quan vật lý rồi đúng không? Thính giác, thị giác, vị giác, khứu giác và xúc giác. Và sau khi hiểu được rằng là mình có năm giác quan vật lý đó, và cái cách để tập luyện nâng cao cái chất lượng của năm giác quan vật lý đó lên là thông qua yoga đúng không? Thông qua công cụ cụ thể là yoga. Và sau khi những cái giác quan vật lý đó đạt được cái thang điểm từ 7 trở lên, tính theo thang điểm từ 1 đến 10, thì bắt đầu chúng ta sẽ phát sinh, tự động phát sinh ra một loại giác quan mới là giác quan phi vật lý, đó là trực giác.
hay mọi người còn gọi với cái tên huyền bí là giác quan thứ sáu. Và giác quan này hoàn toàn dựa trên khoa học kỹ thuật nhá, phân tích khoa học kỹ thuật ra chứ không phải là mờ ảo mà có được đâu. Tuy nhiên thì đại đa số mọi người đều là tưởng tượng ra là mình có những cái giác quan đó. Và cụ thể tôi cũng kể luôn một câu chuyện luôn này, có cái anh đại ở lớp, anh tập lớp sáng này, và bây giờ anh tập lớp huấn luyện viên đấy, anh ấy đóng quan tài và cứ hôm nào đó mà anh ấy cảm giác rằng là có người chết thì y rằng hôm đấy có người chết, có nghĩa là anh ấy chuẩn cho đến gần như là 100%, thì đấy chính là trực giác đấy. Có nghĩa là người ta đạt đến kỹ năng kỹ xảo của một cái việc gì đó thì bắt đầu làm sao người ta có được trực giác. Cũng giống như là giác quan của em càng lớn tuổi thì chúng ta trực giác của chúng ta càng hoạt động tốt hơn đúng không? Đó là do năm giác quan kia của chúng ta càng ngày được kích hoạt càng lớn. Vậy thì cái công cụ yoga nó cho chúng ta cái điều gì? Cần phải giữ tối thiểu khoảng 3 đến 5 phút thì bắt đầu những cái cơn đau vật lý nó mới tăng cái cường độ lên. Ban đầu có thể chỉ là 1, 2, 3, 4 thôi, nhưng sau đó nó tăng lên 5, 300%, thậm chí là tăng 500%, 700%. Cái cơn đau nó đạt đến cái ngưỡng mà mình cảm giác như mình có thể ngất xỉu, nhưng mình vẫn không ngất xỉu. Vậy thì trong quá trình tập luyện, tự động năm giác quan vật lý của chúng ta sẽ được kích hoạt nhiều nhất có thể. Đồng thời song song với thời gian đó là trực giác sẽ phát triển. Và rồi chắc chắn 100% nhá, cứ dạy như vậy, dần dần những học viên còn lại ở lại với mình và họ sẽ trở thành gần như là một cái tín ngưỡng đấy. Mà cái tín ngưỡng đấy không phải là tín ngưỡng có tên đâu nhá, mà tín ngưỡng đấy là cái tín ngưỡng từ trong trong tim của họ, trong tâm của họ, và họ chỉ coi yoga là một cái công cụ thôi. Chúng ta là những người dẫn đường, còn họ đã chui vào trong cơ thể của họ rồi. Nó giống như này, tất cả những điều mà mình muốn nó khác hoàn toàn với những điều mình cần. Rồi đè gối, cứ thẳng chân trái nào, nhanh chóng bất động khóa chặt nhá. Bây giờ sẽ không giải thích vào cái thế động tác nữa mà tập trung vào những cái phần phát triển cá nhân để chúng ta chuyển nhanh chóng sang phần tiếp theo là phần thiền và phần dinh dưỡng. Rồi, sau khi khóa chặt bất động tất cả các tư thế trong một thời gian nhất định thì cái cường độ cơn đau vật lý nó sẽ tăng dần lên theo thời gian và chúng ta sẽ dễ dàng chấp nhận được cái cơn đau đó. Rồi chúng ta khéo léo, lý do là toàn bộ mọi người hay có cái từ khóa quen miệng này là tôi sống bằng cảm xúc. Hầu hết chúng ta đúng là sống bằng cảm xúc thật, chúng ta không sống bằng lý trí. Bất kỳ việc gì trong đời sống đều hầu hết chúng ta đều sống bằng cảm xúc. Có nghĩa là mua cái gì, bán cái gì là chúng ta thích thì chúng ta mua thôi. Làm cái gì là chúng ta thích thì chúng ta làm thôi, chúng ta không tính toán. Vậy thì làm bằng cảm xúc nó có cái thú vị của cảm xúc, và khi tính toán thì nó có cái kết quả của tính toán. Nhưng cơ thể mình được cái gì rất ít khi mình đo lường được nhé. Có nghĩa là cái việc tập luyện yoga ấy, cái động tác, cái bài tập này, liệu tương lai gần mình được cái gì, và những bài tập yoga khác, tương lai hiện tại mình được cái gì và tương lai gần mình được cái gì và sau này mình được cái gì thì mình không tính toán được. Đại đa số là chúng ta thích cái này thì chúng ta xử lý, sau đó chúng ta không thích cái này thì chúng ta chán, chúng ta đổi sang cái thích hơn. Và xuyên suốt cái tiến trình cuộc đời của chúng ta đấy, hoặc là trong cái bộ môn tập yoga này, tôi biết có những người trong vòng khoảng 15 năm đổi khoảng tầm 40 giáo viên, 40 giáo viên dạy 40 trường phái yoga khác nhau, hoặc có người không, và rồi đến tận bây giờ vẫn chưa tìm ra được cái mình cần. Có nghĩa là ngay cả việc tập luyện yoga chúng ta vẫn là thích và luôn luôn đi khao khát đi tìm kiếm những thứ mình lờ mờ không biết thiếu là cái gì, đúng không? Chính vì vậy mà chúng ta làm sao ạ? Không biết mình cần cái gì trong cuộc đời này, và cứ như vậy chúng ta sử dụng tốn rất là nhiều nguồn lực vào những thứ mình muốn chứ cơ thể mình không hề cần. Cụ thể như tư thế động tác nhá, nó giúp cho mình làm sao gia tăng tối đa cái dẫn truyền thần kinh tại cái vị trí mà được tập luyện đó. Nó sẽ làm cho chúng ta biết được rằng cơ thể của chúng ta cần bao nhiêu nhiên liệu, làm sao cần bao nhiêu sự sửa chữa dầu mỡ, làm sao khấu hao vận hành bao nhiêu và năng lực vận động được bao nhiêu, chứ không phải là cứ dùng để dùng, thấy khỏe thấy ngon thấy ok là xài nhá. Rồi bình tĩnh, tới trường tấn chú người về trước, động tác rất là liền một mạch, nhanh chóng khóa lên chỉ có mấy giây thôi, đừng loay hoay mãi, đặt tay rất là chuẩn luôn, đầu ngón tay ngang đầu ngón chân luôn. Có rồi. Nào, khớp gối chân sau thẳng căng khóa chặt, bất động tất cả các ổ khớp. Bất động tất cả các ổ khớp. Càng chắc chắn chặt chẽ càng tốt.
Rồi. Bình tĩnh nhá. Càng bất động trong tư thế càng lâu càng tốt. Có những người đã bất động cả tháng, thậm chí cả quý, và cụ thể là tất cả những người tập thiền đấy. Mục tiêu của họ hướng tới không phải là sức khỏe vật lý, mà mục tiêu của họ hướng tới là tối giản sức khỏe vật lý và kích hoạt triệt để sức khỏe cảm xúc. Và hầu hết chúng ta đều rất làm sao, đều rất nhìn là dễ dàng quan sát cũng như nhận biết ra những cái người mà sống có chất. Sống có chất nó đơn giản như này: em rất là giỏi cái lĩnh vực chuyên môn của em, và mọi người trân quý em vì cái chuyên môn của em, chứ không phải trân quý em vì em đâu nhé, đúng không? Vì cái chuyên môn của em. Vậy thì bây giờ em có N cái chuyên môn, có rất nhiều chuyên môn, và chuyên môn gì cũng ở cái thang điểm trên 7. Em hoàn toàn có thể giúp đỡ bất kỳ ai như một chuyên gia ở cái lĩnh vực của mình, thậm chí là nhiều lĩnh vực. Vậy thì cái điều đấy có nghĩa là mình sống có chất, đúng không? Mình có giá trị, và không chỉ có giá trị ở một khía cạnh đời sống mà có rất nhiều giá trị. Cũng giống như một cái công cụ bất kỳ, cái ô tô chẳng hạn, vừa có chức năng đi, vừa có chức năng làm đẹp, đúng không? Có rất nhiều cái chức tính năng trong đó, thì cơ thể của chúng ta cũng vậy, bản thân Tuyền cũng vậy, bản thân tôi cũng vậy. Càng có nhiều tính năng thì càng có giá trị, và mọi người càng sợ mất mình và càng muốn sử dụng mình dài lâu. Rồi thế góc xoay người nhá, bình tĩnh này, giơ tay trái lên chuyển bước, động tác rất là liền đúng không, ra sang bên luôn, không có lay hoay lảo đảo gì cả, giữ nguyên và khóa chặt nhá. Nâng cao cái hông của chân phải lên. Đó. Khi sử dụng định tuyến ngoài thì mình được phải hướng toàn bộ cái cảm xúc của mình ra ngoài để quan sát mình, tại vì mình có nhìn có cái gương đâu. Xoay đầu nhìn theo tay vai, động tác vẫn xoay định tuyến tĩnh. Nâng cao ổ khớp vai phải lên, nâng cao hông lên. Rồi. Và tất cả những động tác của yoga do quá trình giữ tĩnh nhưng không giữ tĩnh quá lâu, giống như những người tu tập. Chúng ta giữ tĩnh nhá, nhưng không giữ tĩnh quá lâu, có nghĩa là chỉ vài phút thôi, đổ lại thôi. Thì chúng ta mới có cơ hội đổi nhiều tư thế động tác khác nhau và khỏe nhiều loại sức khỏe khác nhau. Vậy thì chất lượng cảm xúc, giác quan đã có 5 loại, và tập luyện tốt trên thang điểm 7 thì sẽ phát sinh ra loại thứ 6. Sức khỏe cũng vậy nhá. Chúng ta có 5 loại sức khỏe: sức nhanh, sức mạnh, sức bền, độ dẻo và sự linh hoạt. Nếu như chúng ta kích hoạt được tất cả những loại sức khỏe đó lên theo cái thang điểm từ 7 trở lên, thì mặc định chúng ta sẽ phát triển cái kỹ năng vận động. Và trong trong thể thao chuyên nghiệp nhé, trong tất cả các môn thể thao chuyên nghiệp của tất cả các quốc gia đều có một từ khóa tương tự như nhau, đó là kỹ năng kỹ xảo, là một thứ vô cùng khó có thể tập luyện được, nhưng nếu đã tập luyện được thì sẽ không bao giờ mất đi. Và cụ thể là ngay bản thân tôi là một cái ví dụ điển hình nhé. Tôi đã tập được động tác ABC thì không bao giờ tôi tập lại. 10 năm, 20 năm sau tôi vẫn tập chỉ một nát thôi là sẽ lại giỏi lại ít xíu như cũ. Vậy thì rất nhiều người ngoài kia chém gió rằng tôi khỏe, đúng không? Chúng ta chỉ cần hỏi lại sức khỏe có bao nhiêu loại sức khỏe, họ sẽ chật ra. Tại vì có rất nhiều loại kiến thức họ không hề biết mà nó có. Cũng giống như Tiền rất giỏi chuyên môn của mình, nhưng bước ra ngoài chuyên môn của mình thì không thể gọi là không thể hồ đồ mà cứ nghĩ rằng mình giỏi chuyên môn của mình và mình giỏi tất cả những thứ khác. Và thực tế chứng minh là chúng ta có thể giỏi rất là nhiều chuyên môn và hầu hết đều là chuyên môn hướng ngoại. Đều hầu hết là những chuyên môn đáp ứng cái nhu cầu mình muốn. Chính xác là cái nhu cầu của mọi người muốn nữa cơ. Chúng ta học tập những cái chuyên môn đó và những chuyên môn đó là đáp ứng nhu cầu của người khác muốn. Đúng không? Còn bản thân chúng ta không có những cái chuyên môn đáp ứng nhu cầu của chúng ta muốn. Những chuyên môn mà đáp ứng nhu cầu của chúng ta muốn nhé, thì chúng ta làm sao? Thích vô cùng luôn, vừa làm vừa thích, vừa làm vừa đáng yêu, vừa làm vừa đam mê, đúng không? Và rồi cái chuyên môn đó lại cho chúng ta một chút quyền lợi hoặc kinh tế, rất là tuyệt vời. Rồi thế tấm ván nhá, chống tay trái đứng cũ. Bước chân trái về bằng 12 tay. Thẳng hàng luôn, không suy dịch nữa, bước đặt vắt chuẩn luôn.
đừng nhập nhấp nhổ môn tiền để tiền nhìn ngang ngang nhá. Quá trình đang góc xoay người nó hâm mông tất cả mọi thứ, em nhìn 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 huấn luyện viên này, nhìn thầy này, đúng tay trái xuống này, bước làm việc của chân giống bài tròn mặt trời, không liên quan đến các bộ phận khác, chứ không phải em bước này nhé, bước nhổ cái mông lên cái xong chỉnh xong mới đặt xuống, đúng không? Thì làm sao mà có thể dẫn liền cảm xúc của mình, giữ nguyên tấm ván đi, giữ nguyên tấm ván đừng hạ xuống, đừng day 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 mãi nữa, càng day thì càng đứt dẫn chuyển thần kinh, day sau 100 năm sau mình cũng vẫn day mà càng ngày day càng mạnh. Chính vì vậy càng tĩnh càng tốt nhá. Khi tập bài liền thì không có chuyện vuốt ve và chăm sóc nó đâu, mà là phải tạo ra một cái áp lực đủ lớn, âm lượng mình tăng lên để làm gì ạ? À? Giúp cho người ta hiểu vấn đề nhanh hơn. Giống như quát to và nói to rõ ràng đấy thì người nghe nó sẽ hiểu vấn đề hơn. Rồi quay lại vấn đề này. Vậy thì năm loại sức khỏe đó, nhắc lại tên nhá, sức nhanh, sức mạnh, sức bền, độ dẻo và sự linh hoạt. Trên đời này chẳng ai có đủ cả năm loại đó cả. Chỉ có điều là tìm kiếm bằng cách nào được nhiều hay ít thôi, còn có đủ thì không bao giờ có nhá. Full 100% sức khỏe, sức mạnh. Mọi người chỉ nói chơi chơi là sức khỏe thôi, tôi khỏe thôi, chứ khỏe cái gì thì không hề biết. Và những cái ví dụ điển hình trong đời sống cực kỳ nhiều, có nhiều người đúng là rất khỏe mạnh. Mạnh chính xác là sức mạnh đấy, mạnh nhá, chứ không phải nói khỏe đâu. Khỏe chỉ nói chung chung thôi, nhưng không hề dẻo. Đúng không? Và rồi có những rất nhiều người cực kỳ mềm dẻo, múa lượn như vượn như quạ, nhưng lại không hề khỏe ở cái tư thế này. Đây là tư thế sử dụng sức mạnh này, em hạ thấp hông một chút nữa. Mỗi động tác phải duy trì được khoảng 3 phút. Và nếu như lúc nào em rảnh đấy thì là tập lớp buổi sáng với tôi. Lớp buổi sáng 5 rưỡi 6 rưỡi một vài buổi xem. Buổi sáng giờ Việt Nam nhá. Thì thấy rằng các cô 70 tuổi vẫn giữ được 3 phút. Vậy thì mình yếu là do mình không có loại sức khỏe đó. Hoặc tính thang điểm cái loại sức khỏe đó mình chỉ được 1 hoặc 2 so với các cô thôi. Chứ không phải là mình yếu lắm nhá. Đừng bao giờ ám thị mình yếu. Rồi con mèo này hạ hai gối xuống bằng vai luôn, đặt phát chuẩn luôn, rồi hạ xuống đặt phát chuẩn luôn, đừng xê dịch nhiều, tính ước lượng sử dụng thật nhiều vào, hạ ngực xuống. Con mèo sai hoàn toàn rồi. Con mèo đùi chống vuông góc mặt sàn. Hạ với ước lượng. Đúng rồi. Không nằm bừa xuống một cái. Học hết rồi. Vẫn sai. Lùi toàn thân về sau khoảng 20 cm nữa. Lùi toàn thân. Chứ không phải lùi mỗi cái đầu gối. Để nguyên cái đầu gối cố định nhá. Hạ xuống nào, ước lượng đùi chống vuông góc mặt sàn. Có hết căn bản, thậm chí tập rất là kỹ, mỗi ngày được cứng mấy động tác thôi. Lùi toàn bộ thân trên về sau khoảng 10 cm nữa. Thêm một chút nữa. Rồi, giữ tinh khóa chặt chẽ nhá. Chắc chắn chặt chẽ. Động tác thì chẳng có cái gì đâu. Sau khi đã quen rồi thì là chỉ là đưa tất cả các cảm xúc của mình vào da thịt ổ khớp để vận hành da thịt và các ổ khớp thôi, bao gồm thịt, gân và các cái đầu ổ khớp. Quay lại vấn đề tiếp này. Vậy thì chúng ta phải phân ra thật là rõ ràng nhé. Sức mạnh là gì và sức mạnh phụ thuộc tập ra được từ những động tác nào, và trong những động tác nào thì có vừa có sức mạnh, vừa có sức bền, vừa có độ dẻo, vừa có độ sự linh hoạt, và những cái loại sức đó thì tập hợp ở những cái bó cơ ổ khớp nào. Có nghĩa là một tư thế nhá, nhưng có vị trí thì sử dụng sức mạnh, có vị trí thì sử dụng sức bền, có vị trí thì sử dụng sức nhanh, đúng không? Giả thiết như di chuyển từ động tác A sang động tác B thì cần phải sử dụng gì ạ? Kỹ năng ước lượng cùng với tất cả những loại sức khỏe mình có, vừa sức nhanh, vừa sức mạnh, vừa sức bền, vừa độ dẻo và vừa sự linh hoạt, thì mới có thể tạo ra một bài tập bật cái nhạc lên flow từ đầu đến cuối. Và động tác giữ nhiều hay ít thời gian là do mình, không quan trọng, miễn là di chuyển thật mềm mại nhẹ nhàng. Bình tĩnh này, thấy con thuyền này,
duỗi thẳng người về trước nằm sấp xuống, duỗi một phát xong luôn, nằm xuống luôn, đừng xê dịch tay nữa, đừng lôi lôi kéo kéo bàn tay, rồi đan hai tay về sau lưng, móc chân một nhịp xong luôn, đừng đưa chân trước tay sau, lên lên con thuyền, rồi chọn một ngưỡng thôi, nhanh chóng bất động nhá. Thuyền quay đầu sang ngang nhìn nào. Nhìn nhá, tôi thấy con mèo này. Một nhịp duỗi ra này. Nhịp thứ hai này. Nhịp thứ ba này. Hoặc là nhịp thứ ba này. Đúng không? Giữ nguyên nhá. Mình phải mindset trong đầu này, tư duy trong đầu này. Càng đơn giản càng tốt. Càng liền càng tốt. Tại vì sao? Càng tập đơn giản là càng cắt bớt những động tác thừa không đáng có. Và những cái động tác thừa đấy là mà ảnh hưởng tới quá trình dẫn truyền thần kinh của mình, cũng như là cản chảy, cản trở cái dòng năng lượng di chuyển trong người của mình. Dẫn tới là tập xong mình không thấy dễ chịu, không thấy thoải mái. Đúng không? Mục tiêu mà tôi truyền tải cho em đấy là hướng tới kích hoạt triệt để năm loại giác quan, kích hoạt triệt để năm loại sức khỏe, và rồi em càng tập thì càng khỏe, và rồi sau này nếu như có cơ hội truyền tải cho người khác thì họ cũng càng tập và càng khỏe mạnh. Tránh trường hợp họ tập một thời gian họ chán, họ bỏ sang môn khác, họ tập lại chán, cứ thế lặp đi lặp lại rất là nhiều 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 lần, và rồi cuối cùng chúng ta 40 tuổi chuyển sang 50 tuổi, và 50 tuổi vẫn tiếp tục đi tìm kiếm những cái môn tập luyện. Bản thân chúng ta rất mong muốn có sức khỏe hơn, bao gồm cả cảm xúc lẫn sức khỏe vật lý. Nhưng chúng ta hầu hết đều không biết mình tìm cái gì và cái gì nó phù hợp với mình. Mình chỉ lờ mờ hiểu rằng mình hiếu thôi, nhưng không biết là thiếu cái gì. Và cho dù chúng ta có đi tìm đi chăng nữa, thì chúng ta vẫn tìm theo cách của chúng ta. Đa số mọi người là như vậy. Mọi người đều quên mất một điều rằng là chuyên môn ở cái mảng đó mình không thể có được trong một thời gian ngắn được. Có thể mình sẽ giỏi hơn huấn luyện viên của mình rất là nhiều lần, nhưng là tương lai gần sắp tới thôi. Khóa chắc chắn chặt chẽ nhá. Tiếp tục này, thấy con rắn hạ tay buông xuống, tay kéo về chống ngang eo luôn. Buông chân tay kéo chống ngang eo luôn, dựng bàn chân. Trong trường hợp rồi. Đừng nhấc 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 đặt 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 tuyền nhìn nhá. Tuyền nhớ nhìn tiếp này. Quay đầu nhìn. Đang tiếp con thuyền nhá, một nhịp bỏ ra này, dựng chân dựng tay luôn, nhịp thứ hai hết luôn. Em sẽ tập khoảng một thời gian sau là em sẽ biết cách nối cái bài liền này, nó rất là liền một mạch và rất là sang, chứ không phải như là em làm vừa rồi nhá. Em nhìn em làm vừa rồi này, sau khi buông ra thì em dựng được cái tay, do là tôi nhắc ngay những cái bàn chân của em này, em đẩy lên cái xong em lại dựng từng bàn chân một, rất là mất thời gian. Đúng không? Đang với con thuyền nhá. Đúng không? Hạ xuống mình định làm con rắn úp mu bàn chân hay dựng bàn chân thì mình phải mindset sẵn trong đầu. Dựng là dựng luôn. Đúng không? Hay nhìn hết luôn. Nó rất là mềm mại, tập như là múa đấy, tập như mình đang kể một câu chuyện. Đúng không? Rồi, không cần nhìn nữa, nhanh chóng khóa chặt. Khi đi vào bài liền là mình học cái cách di chuyển từ động tác A sang động tác B liền. Sau đó mình mới tập trung vào chia nhỏ chuỗi bài ra là có các cái tổ hợp. Thực ra tổ hợp đã có sẵn ở trong chuỗi bài chào mặt trời rồi. Có rất nhiều bài chào mặt trời và bài chào mặt trăng. Là các cái tổ hợp, cứ học thuộc những tổ hợp đó thì mặc định sẽ phát sinh ra những cái tổ hợp khác. Từ đầu đến giờ vẫn liền một mạch đúng không? Chưa đứt đoạn một chút nào cả, chưa phải loay hoay lúc nào cả. Liên tiếp nhá. Thế chó giúp mình này, bàn chân đang dựng sẵn đúng không? Nhưng mà dựng chưa đủ đâu, nát nước kiểu gì em phải nhấc lên đặt cái nữa đấy, biết ngay mà. Chưa hạ xuống đã nhấc lên đặt một cái rồi, đúng không? Quặp hết cỡ vào. Rồi nâng người lên đè về chó giúp mình. Nâng lên đè về, nếu nằm chuẩn thì đè phát chuẩn luôn, chứ không phải nhấc nhấc đặt 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 đâu. Giữ nguyên nhá, ép vai của mình xuống. Trong trường hợp mà em muốn chuyển thành dòng cái dòng flow mà em thấy hôm hôm trước em chia sẻ đấy,
thì ngay trong động tác này nhá, em có thể lặp đi lặp lại nhiều lần nào. Rồi nạp nhá, hít vào giữa thẳng người ra thấy con rắn, làm theo nhịp tôi hô nào, thấy con rắn, rồi đè cong đi đừng nằm xuống, con rắn luôn, rồi đè về chó giữ mình thở ra, đừng nhấc chân đặt chân nữa, đừng bao giờ nhấc lên đặt xuống nữa, thở ra. Chắc chắn là chặt chẽ là trụ nó phải vững, như trụ cứ chồng chành như vậy thì làm sao tập được phần trên. Tiếp tục hít vào bẻ cong thấy con rắn, đừng nhấc chân đặt chân nữa, rồi đừng duỗi bênh bênh nữa, đè về thở ra, không nhấc đặt chân nữa, cứ thế đè thôi. Rồi tiếp tục hít vào bẻ cong thấy con rắn, liền vào đừng giật cục, liền mềm mại vào, đừng giật hự hự hự, đừng đột hạ xuống đột ngột, đè về thở ra, nâng từ từ dìu 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 lên thôi, đừng gật gù, đừng giật huỵch huỵch huỵch, cứ đều 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 thôi. Rồi giữ lại, tăng dần cái lực đè lên, có nghĩa là sao nhỉ, ngay trong bài liền chúng ta không nhất thiết phải giữ tuyệt đối là 3 đến 5 phút một động tác, hoặc là ít hoặc là nhiều hơn, mà ngay trong tư thế động tác đó chúng ta lặp đi lặp lại nhiều lần và kết thúc cả động tác cuối thì cũng giống y xì. Cái bài mà em thấy hợp đấy, thì thích đấy. Động tác cuối chúng ta sẽ giữ nhiều thời gian, vẫn đạt được cái mục tiêu. Và các động tác nối, có nghĩa là lặp đi lặp lại nhiều lần động tác kết thúc, sẽ giúp chúng ta kéo giãn cơ thể của mình thoải mái hơn một chút. Và chúng ta dễ dàng cảm nhận được cái sự dễ chịu thoải mái. Tĩnh nhá, chặt chẽ chắc chắn. Cái việc giữ tĩnh nó sẽ đem lại cái giá trị bền vững và cực kỳ lâu dài, càng tập càng khỏe. Chứ không phải là tập ăn đông, cứ mỗi ngày một chút, mỗi ngày một chút, không giải quyết được điều gì cả. Rồi lặp lại đổi bên này, giữ thẳng người ra, bước chân phải lên đè hông, ước lượng nhá, ước lượng chỗ đặt phát chuẩn luôn, đè bước thiếu rồi, bây giờ chân phải bị thiếu rồi đúng không, nhổm dậy cẳng chân phải không đủ, muốn bước đủ thì ở đâu nhỉ, bước đúng vào cái bàn tay lúc nãy mình đặt đấy, ngón tay ngang với đầu ngón chân đúng không, bước đúng chỗ đừng bước bừa cái đấy, là bước bừa cái là đặt thiếu chưa, lại úp thêm cái bàn chân làm gì. Em nhìn nhá, chó nó mình này, nhìn nhá, chó nó mình đúng không, muốn đè hông này mà bước bằng cái ngón chân là phải nhấc cái tay mình lên, bước ngang ngón chân đạt phát chuẩn luôn, với quá trình mình nhả người về sau nhé, em nhìn này, bước xong rồi nhá, mình nhấc cái bàn tay này, nhấc cái bàn tay này lên bước vào đây, sau khi bước vào đây xong rồi nhá, mình muốn đè người về sau để quá trình đè về này, quá trình đè về này, đồng thời mình úp mu bàn chân như này hết đúng không, đè về này hết đấy, chứ không phải như này nhổm dậy này xong lại nhấc cái úp cái thừa quá là nhiều, và bài liền của mình trông nó rối, nó loạn hết vào mắt lên đúng không, cứ làm dần về sau nó thành múa hết. Cẳng chân trước chỉnh nào, chống sai rồi bước thiếu cho nên nó bị chéo, lấn lên khoảng 10 12 sang 12 13 cm đó, lấn nhanh lên đúng rồi. Rồi bây giờ mới là đủ đúng không, mình nhìn xuống dưới mới thấy là đủ đúng không, định tuyến của mình thiếu mà. Rồi đè hông, nhổm ngả người về sau một chút. Có thể mình sẽ thích rất là nhiều thứ, thích rất là nhiều thứ, ok, mình có quyền lợi thức tính đúng không? Nhưng tại thời điểm này, bắt đầu tập trung vào việc kết nối các chuỗi động tác thành bài liền một cách mềm mại nhất, tập như múa từ đầu đến cuối. Trong trường hợp em không giữ tĩnh động tác nhá, em nhìn tôi làm tập một loạt các động tác như vừa rồi đã trôi qua nhá. Động tác đầu tiên là đè hông này, hai ba bật nhạc lên, một dựng chân đè gối thật nhẹ nhàng này, duỗi xuống này, rồi trường tấn này, tiếp tục này thật thoải mái này, tiếp tục này thật thoải mái này, bước y xì như mặt trời mặt trời này, thật thoải mái này, thật thoải mái này đúng không,
thoải mái này. Nhạc đâu? Đều dịu 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 thôi. Đều dịu 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 thôi. Đều dịu thôi. Em làm 3 lần đó. Đều thật dịu thôi. Lần thứ tư này. Rồi, bước chân này đây này. Du người bước chân. Đè không? Lên một mạch không? Từ đầu cuối không được các cửa là chứ không phải là bước được. Nó vụng về. Mình khi mình trẻ đấy, khi em còn trẻ như thế này đấy thì em tập nó vụng về này trông nó còn dễ thương, đúng không? Trông nó dễ thương thực sự đấy, tại vì trong người mình còn vẫn còn năm loại sức khỏe, không nhiều thì ít, vẫn còn một loại nào đó trên thang điểm 7 hoặc đang ở thang điểm 7, thì cái sự vụng về của mình nó lại trở thành đáng yêu và dễ thương. Và thực tế là mình nhìn thấy rất nhiều nam giới nhé, nam giới đấy, họ có bẩm sinh sức khỏe trong người, chính xác là sức mạnh, bẩm sinh nam giới là có sức mạnh ở trong người nhé. Mình yêu quý họ, mình tin tưởng họ là họ có sẵn một loại sức mạnh ở trong người rồi. Sức mạnh đấy có thể là bao gồm sức mạnh vật lý, cũng có thể là sức mạnh về kiếm tiền, thì tất cả những sự vụng về khác của họ lại trở thành sự đáng yêu. Mình nhìn thấy họ sao tập rất là lèo khèo vụng về, mình lại thấy đáng yêu. Nhưng em để ý xem nhá, nhất là người cao tuổi, người nhiều tuổi, người già hoặc là người trẻ có bệnh ở trong người, và cái sự di chuyển của họ lại trở thành vụng về, đúng không? Mình nhìn thấy rất là vụng về, thậm chí mình còn nhìn thấy cái sức bệnh tật ở trong cơ thể của họ. Và đôi khi nhá, mình không có chuyên môn, mình không thể giúp được họ tốt hơn, đúng không? Mình còn phải tránh xa họ ra, tránh họ làm phiền đến mình. Và đúng là xã hội bây giờ đúng như vậy, đúng không? Trong trường hợp mình gặp những người tai nạn giao thông trên đường, trước đây thì mình không biết, mình cứ lao vào mình hỗ trợ đúng không nhìn, nhưng bây giờ mình sẽ tránh xa. Tại vì sao? Mình không có chuyên môn thì tốt nhất là không nên đến gần, tránh bị vạ lây, đúng không? Mình chỉ có việc nhấc cái điện thoại lên gọi ngay cấp cứu thì có nghĩa là mình đã làm tốt cái nhiệm vụ của mình rồi, đã giúp đỡ người ta rất là tốt rồi, chứ không cứ đứng đấy mà nhìn, đúng không? Còn thực sự có người nhiều, có rất nhiều chuyên môn và chuyên môn bác sĩ luôn, thì họ sẵn sàng tự tin họ lao vào họ giúp đỡ cái việc đó ngay, thì đúng chuyên môn của mình mà, đúng không? Rồi vậy thì cái sự vụng về của mình mà mình chưa có hề có bệnh tật đấy, mình chưa đến tuổi có bệnh tật hoặc chưa đủ già nhưng đã có cái sự vụng về, có nghĩa là các cái bước chân di chuyển của mình nó nhìn thấy sự vụng về, có nghĩa là nhìn thấy cái bệnh tật ở những cái vị trí đó, và chúng ta hoàn toàn có thể cảm nhận thấy điều đó nhé. Với các bạn tập có nhiều người cứ loay hoay lao hoay dở dáo đầu đuôi, có những người thì cứ lều khòa lịch quà lịch quịch loạt xoạt trên thảm, cảm giác như là người đấy đang có bệnh đấy, đang tập nhưng mà tập theo kiểu người bệnh. Rồi bình tĩnh nhá, để chuyển về tư thế đè gối, chúng ta phải rất là liền đúng không? Mu bàn chân sau đang cũng phải dựng mu bàn chân sau lên, dựng chắc chắn là rồi đè gối hai nhịp xong luôn, với dài luôn thật thoải mái. Rồi nóng nóng lắm em nhìn nhá, bây giờ nhìn lại này, quay đầu nhìn lại này, giờ đây quay đầu nhìn lại nhìn nó đẹp một tí này, đang thật thoải mái đúng không? Việc thứ nhất này, một này dựng bàn chân này, việc thứ hai này cảm giác hơi vươn người thế dìu lúc đấy, dìu thậm chí là cúi cả đầu nó thật thoải mái. Với là thân mình xuống nhá, em nhìn thân nhá, nhìn thân này, nhìn cả cái thân này thật thoải mái này, hơi nâng thân mình lên này, thật thoải mái này, dìu cái này, dìu cái này, ngửa đầu cúi đầu này, đúng không? Với là mình trải dài thân mình về cái thân mình cúi đầu xuống thật thoải mái và nhẹ nhàng thôi, mình có cảm giác như mình đang hưởng thụ cái quá trình tập luyện này. Rồi đè về đi, đè về đi, đừng ngóng ngóng giật giật cục cục đệ, bàn chân bàn tay úp loạn lên rồi, sao cái chân trái tự nhiên đang dựng lại úp xuống. Làm lại tư thế đè không, chỉ cần tập vài buổi là mình ý thức được, chứ không phải là tập nét căng và nhớ bài nữa nhá. Một, dựng bàn chân nhẹ nhàng thôi, dựng bàn chân trái rồi, hai này nâng người lên, cái này nâng lên này, nhẹ thoải mái thả xuống đều với xong cúi đầu. Đúng rồi, bây giờ bắt đầu rất nhiều thứ nó bất lực nó kèm theo đúng không? Sức khỏe có 5 loại: sức nhanh, sức mạnh, sức bền, độ dẻo và sự linh hoạt. Thì hiện tại ở tình trạng ở cái động tác này nhá, sự linh hoạt của em không có, có nghĩa là mất một loại sức khỏe, độ dẻo không đủ, tính theo thang điểm 10 thì ở đây em chỉ được khoảng tầm 3 điểm thôi, cụ thể là cái chân phải của em không duỗi được thẳng ở đấy, đúng không? Còn nếu như trong cái quá trình đấy
mà mình di chuyển nó không đồng bộ, nó không mềm mại và không giữ được đủ thời gian cần thiết thì mình mất luôn một loại sức khỏe nữa là sức bền. Vậy thì động tác này không cần đến sức mạnh, động tác này không cần đến sức nhanh, động tác này có ba loại sức khỏe tham gia đấy nhá. Thứ nhất là độ dẻo, thì cụ thể cái đầu gối chân phải em không duỗi được thẳng. Thứ hai là sự liên kết tất cả các bó cơ thật là mềm mại và nhẹ nhàng, đó chính là sự linh hoạt là mình cũng không có. Và cuối cùng là sức bền, tất cả các động tác nhìn từ đầu đến cuối, chính xác là trong cái động tác này có tất cả các cái bó cơ nhìn từ đầu đến cuối, từ ngoài nhìn vào, có nghĩa là tôi nhìn em ấy thì thấy rất là bình thường, em bất động, nhưng trong cơ thể của em thì liên tục dao động. Có nghĩa là có bộ phận tham gia làm việc thì tĩnh được, nhưng có bộ phận thì không tĩnh được, mà cố gắng càng cố gắng tĩnh thì lại càng kém. Vậy thì chúng ta mất luôn một loại sức khỏe nữa, chính là sức bền. Không thể duy trì đồng bộ tất cả các bó cơ tham gia động tác đều tĩnh và đều làm việc. Bài của ngày hôm nay khá là thú vị. Nếu như mình ứng dụng vào trong đời sống hàng ngày đấy, thì mình sẽ biết được rằng là mọi người hay nói rằng là tôi khỏe, tôi cần gì phải tập thể dục, đúng không? Tôi cứ làm việc là khỏe người rồi. Đúng là mọi người đang khỏe thật. Tuy nhiên khỏe cái gì thì không hề biết. Và bản thân chúng ta là những người tập luyện có kỹ năng, chúng ta sẽ chỉ cho họ biết sức nhanh là gì, sức mạnh là gì, sức dẻo là gì, độ mềm mại là gì, sự linh hoạt là gì. Và mỗi một loại sức khỏe đó, thông qua quá trình các môn thể dục thể thao nói chung, là sẽ đem đến những cái loại sức khỏe đó. Ví dụ môn điền kinh, các cái môn liên quan đến tốc độ, thì đấy là môn tìm kiếm sức nhanh. Cái môn tập tạ, tập gym là những cái môn tìm kiếm sức mạnh. Những cái môn chạy đường dài là cái môn tìm kiếm sức bền, có thể chạy làm sao đi bộ cả vài tiếng đồng hồ, cả thậm chí là vài ngày, hoặc là nhiều môn phối hợp. Và các môn uốn dẻo là tìm kiếm sức dẻo. Cuối cùng là sự linh hoạt, là tất cả những cái môn nghệ thuật biểu diễn có các cái vũ thuật liền nhau, thì tương đương với bài tập của chúng ta các động tác liền một mạch. Tiếp tục thế trường tấn nhá, chống hai tay ngang đầu ngón chân này, zoom phát là lên luôn, kịch xong luôn, đúng không? Đúng không? Đừng giật cái tung vấn đề như vậy. Tôi nhìn này, tôi ơi nhìn này, nhìn nhưng mà không hạ xuống, vẫn cứ zoom lên như vậy. Lưu ý nhá, là tất cả buổi sau nhìn là việc của nhìn chứ không phải hạ gối xuống nhìn. Em nhìn nhá, đang đè gối đúng không, ngón tay đang ngang đầu ngón chân chứ đừng chống bừa khắp nơi nhá, đúng không? Rồi nâng lên một cái này hết luôn. Nó lên cũng từ từ thôi, đầu gối nó lên từ từ thôi. Đó. Chọn đến một tốc độ thôi, đừng người dân bực vấn đề này. Bây giờ chỉ là chúng ta đổi bên thôi đúng không? Cho nên cố gắng tập liền vài ngày, liền một mạch để tạo thành cái thói quen. Đúng rồi. 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 Đừng dao động, dao động là toi đấy. Dùng bất chấp tất cả các cảm xúc của mình, các giác quan của mình vào việc khóa bất động tất cả các ổ khớp khi đã bất động. Và khi vận động thì tất cả các ổ khớp tham gia vận động đều phải được vận động. Và tất cả những động tác vận động thừa cắt hết. Cái góc xoay người nhá, xoay người sang phải, giơ mỗi cái tay phải lên đúng hướng đúng chỗ, dừng là dừng. Xoay người giơ tay phải lên, đừng có vẹo cái hông đi, mỗi cái tay thôi, đúng rồi. Rồi giật giật thêm mấy phát nữa. Ở đây nhá là tay trái của em trống chưa đủ nâng cao thân, thành ra nó sụt khớp vai. Nâng cao cái thân lên, cái ổ khớp vai lên. Giữ nguyên nhá. Chắc chắn, chặt chẽ và bất động. Rồi có thể tập liền một mạch thêm một số động tác không cần bất động lâu nhé, để chúng ta cảm nhận rõ ràng hơn. Bình tĩnh nhá, chống tay phải về đúng chỗ cũ, đúng chỗ cũ nào. Rồi thế tay chân này, bước cái chân trái lên bằng mỗi chân phải, vậy thì phải nhấc cái bàn tay lên rồi, đan tay căng duỗi đè xuống, liền một mạch đúng không, giữ nguyên nhá, đan tay sau lưng đè xuống. Trần ơi, đan tay sau lưng, đè xuống. Rồi nhìn nhá, bây giờ nhìn nhá. Đang thấy góc xoay người đúng không?
mà chúng ta đang tập thế làm sao ạ? Đang từ thế hạ gối bây giờ lên thế trên gối, có nghĩa là gối nâng lên rồi. Bây giờ chúng ta đứng dần dậy này, một đặt tay về chỗ cũ, hai này đổ trọng tâm bước lên, đan tay đè luôn, giữ nguyên nhá. Thôi không cần nhìn nữa, xong rồi kết thúc thôi. Em sẽ tập một thời gian nữa bắt đầu mới quen với những cái chuỗi bài liền như này thì mới múa được. Và sau khi múa được tĩnh thì một loạt các động tác bố động nó sẽ biết hết. Nó giống như là khi mà mình chuyển sang bất kỳ một trường phái yoga nào khác mình đều tập được hết. Rồi bình tĩnh, đặt hai tay vào lưng, đặt hai tay xuống lưng, đứng thẳng người dài, tiếp tục này, thấy trái núi này, hít vào vươn hai tay lên, mở rộng bàn tay, xòe sang hai bên, nâng cao vai của mình lên, rút dài cột sống của mình lên, động tác rất là liền đúng không? Giữ nguyên nhá, đừng dao động thêm nữa, đừng giật giật gù gù. Khi đã kết thúc tư thế là bất động trong tư thế và chuyển tư thế thì càng mềm mại nhẹ nhàng, càng bớt động tác thừa càng tốt, đặc biệt là di chuyển các đầu ngón chân ngón tay. Khi bất động tư thế thì là bất động các ổ khớp, mà để bất động được các ổ khớp thì phải bất động các đầu chi. Và khi dao động từ động tác A sang động tác B thường là mọi người cũng y xì như là làm sao? Cái cách bất động trong tư thế đấy có nghĩa là tất cả những cái tên là trụ, trụ bàn tay, trụ bàn chân là đặt rồi là thôi. Mà đã ước lượng chỗ đặt là phải đặt đúng chỗ đấy chứ không phải đặt bừa một cái. Rồi sau đó lát nữa mình chuyển sang tư thế khác mình cứ thấy nó lóng ngá lóng ngóng, nó không đúng, nó không hợp thì cứ nhấc lên nhấc xuống đặt, nó trở thành là người già và vụng về. Và cái sự vụng về đấy nó sẽ làm hỏng dẫn truyền thần kinh của mình, càng về sau mình càng lười thì mình càng y mà. Thế nghiêng người, hai tay cúi với hai cùi chỏ, hai tay ôm những cùi chỏ đồng thời nghiêng người sang bên phải, nghiêng đúng rồi, động tác căn bản đúng không? Giữ nguyên nhá, bất động rất là tốt đấy, rất là chuẩn luôn đấy. Khi chúng ta hướng dẫn bài liền cho một ai đó sau khi đã kết thúc tất cả 60 tư thế căn bản thì buộc phải to mồm lên. Cái việc to mồm để rút cho người ta làm sao tập luyện nó hiệu quả hơn, chứ không phải mình thể hiện chuyên môn rồi mình kiểu tinh vi mình mắng người ta đâu nhá, mà phải nói cho người ta hiểu rằng là tôi tăng cao cái tầng năng lượng lên để giúp bạn tăng năng lượng lên. Tại vì khi bạn tập bài liền, bạn đòi hỏi nhiều nguyên liệu hơn, đúng không? Nhưng mà bây giờ tập động tác căn bản thì là giữ tĩnh một động tác trong một thời gian, nó rất là dễ kiểm soát, bạn không cần tốn nhiều năng lượng vào đó. Nhưng bây giờ bạn tập bài liền ấy, thì bạn phải tai lại nghe này, cơ thể thì vận động này, có là rất nhiều thứ cùng tham gia và bạn thực sự là tốn calo. Bài liền nó đốt nhiều calo hơn. Ví dụ một tiếng tập động tác tĩnh nó chỉ đốt tầm trên dưới 100 calo thôi. Nhưng với một tiếng tập động tác liền, nó có thể đốt tầm 5 lần. Có nghĩa là đạt tối đa khoảng tầm làm sao? 500 calo trong một tiếng, tiếng rưỡi đấy. Có là gấp ít nhất là 3 lần đấy. Còn nếu như không biết tập tập bừa, tập sằng, tập chơi, thì cũng đốt khoảng bao nhiêu ạ? Nhẹ nhàng cũng phải tầm ở trên dưới 200. Vậy thì huấn luyện viên tăng năng lượng lên là để giúp mình tăng năng lượng của mình lên. Năng lượng nó đang có sẵn ở trong cơ thể rồi, chỉ là lôi nó ra và dùng thôi. Bình tĩnh này, siết chặt eo trái, kéo người lên đổi bên, đổi luôn. Rồi, chúng nhá, căng chắc chặt chẽ. Chúng ta hoàn toàn có thể làm sao ạ? Tập đi tập lại nhiều lần hai bên. Chứ không nhất thiết là phải giữ tĩnh một động tác trong vòng 3 phút nhá. Một động tác nào đó mà chúng ta cảm thấy rằng nó không thoải mái, bản thân mình cảm thấy không thoải mái, hoặc mình quan sát được học viên của mình cảm thấy không thoải mái, thì làm sao? Lặp đi lặp lại vài lần. Cụ thể như thế này chẳng hạn này, nghiêng sang phải một cái, sau lại nghiêng sang trái một cái, nghiêng sang phải, nghiêng sang trái, lặp đi lặp lại vài lần. Và lần cuối cùng là giữ thật tĩnh trong vòng vài phút. Có thể là 1 phút rưỡi, có thể là 3 phút. Thì mình phải nói rõ cho học viên của mình biết rằng là tôi sẽ giữ những cái động tác dạng như thế này từ 1 cho đến 3 phút và những động tác dạng như thế này giữ từ 3 đến 5 phút. Thường những động tác vừa kéo giãn vừa giữ thăng bằng nó sẽ rất là nhanh nhọc. Chính vì vậy mình sẽ giữ tầm khoảng 1 phút rưỡi thôi.
Còn những động tác kéo giãn mà ngồi xuống mặt đất ấy, chạm toàn thân xuống mặt đất ấy, chúng ta có thể giữ 5 phút. Rồi bình tĩnh này, siết chặt eo phải, kéo người lên. Rồi từ từ thế mạnh mẽ này, móc ngón cái ngón trỏ vào nhau. Trùng chân xong luôn. Mạnh mẽ tiền ơi, trùng mông xuống. Mạng của em vấp nên không nhìn cũng rõ. Giữ nguyên nhá, phải nói chuyện đi chứ. Thi thoảng mới nhắc đi. Thấy hiện tại vẫn đang bất động. Không biết là mạng kém hay là em làm sai. Tiến ơi. Rồi, vẫn thế mạnh mẽ. Bẻ cong này. Mạng vừa rồi nó đẩy văng ra ngoài, chắc ai sử dụng đúng của mình. Rồi, tĩnh nhá. Tĩnh, chắc chắn chặt chẽ. Hóa tĩnh, chắc chắn và chặt chẽ. Thật tĩnh, thật chắc chắn, thật chặt chẽ. Rồi hết sâu rồi, đứng đây buông tay này, ngồi xuống là cái cày luôn nhá, liền một mạch này, cứ cứ nhòm nhòm ngó ngó thì cả ngồi xuống cái lật luôn, lật luôn. Đúng rồi, đỡ luôn. Lưu ý nhá, cái quá trình ngồi xuống là cái mông của mình nó chạm sát vào gót chân thì nó có đà lật luôn, chứ đừng ngồi bừa một cái. Phải tập tầm một chục hôm liền một mạch, và tôi liên tục tạo áp lực cho em, thì sau khoảng chục hôm đó thì bắt đầu là một loạt các bài liền em chuyển được hết, thậm chí còn bất chấp tất cả các tổ hợp luôn, không cần nhớ tổ hợp luôn, tại vì mình tư duy là chính và mình tự sáng tạo được tổ hợp luôn, chứ không phải nhất thiết là học thuộc lòng vài tổ hợp thôi nhé. Thực ra tổ hợp có sẵn rồi mà, học thuộc lòng là chỉ cần cố gắng làm sao nhỉ, bên phải và bên trái thôi, từ đầu giờ liền một mạch thôi đó. Chúng ta làm sao, đầu tiên là các động tác đè hông, xong cao dần cao dần cao dần lên, xong lại thấp dần xuống, tại vì cuối cùng là chúng ta nằm nghỉ mà, hoặc là chúng ta làm từ cao xuống thấp và nghỉ luôn, hoặc là từ cao xuống thấp xong lại từ lên cao xong lại xuống nằm nghỉ luôn, kết thúc cuối cùng là động tác nằm, tiện thể nằm luôn, hoặc cùng lắm là động tác ngồi tiện thể chào luôn, chứ đừng động tác đứng nhá, đứng xong lại mất công ngồi xuống, mất công nằm xuống, mà cả nó nằm xuống xong nằm xong lại mất công ngồi dậy chào nhau, nó lỉnh kỉnh lách cách, nó rối rắm. Rồi bình tĩnh này, buông tay hạ chân xuống, tiếp tục nhá, hai tay buông xong nâng cao chân vuông góc mặt sàn, gập đầu lên hướng vào bụng, siết chặt xung quanh bụng rốn. Giữ tĩnh nhá. Khi mà quen rồi đấy thì chúng ta sẽ làm sao nhỉ? Gần như là ngủ luôn trong bài tập. Tại vì vừa tập vừa múa mà. Khi mục tiêu hướng tới là chữa bệnh dưỡng sinh và nâng cấp sắc đẹp, sức khỏe, thì chúng ta sẽ giữ động tác nhiều thời gian và ít động tác. Chỉ có việc giữ nhiều thời gian và ít động tác, lặp đi lặp lại cái việc đó thật nhiều lần, thì quá trình thay đổi chất, các cái chất trong cơ thể chúng ta đấy, nó mới xảy ra mạnh mẽ và hiệu quả mới là cao nhất. Nếu như trong một buổi cũng là 1 tiếng nhưng chúng ta tập 50 tư thế động tác, thì cái chúng ta đạt được chỉ là sự dễ chịu, thoải mái. Lý do thứ nhất là cơ thể tăng nhiệt, đổ mồ hôi, chúng ta cảm thấy rằng là sạch sẽ hơn đúng không? Đào thải được các chất độc ra người của mình. Thông qua những cái mùi vị trên cơ thể của mình hoàn toàn cảm nhận thấy. Thứ hai là do thân nhiệt của chúng ta tăng lên, nó giúp chúng ta hưng phấn hơn. Trong cái quá trình tập luyện, các hormone nó giúp cho chúng ta hưng phấn hơn, nó sẽ chuyển ra thông qua mồ hôi, đúng không? Được tiết ra thông qua các tuyến ngoại tiết và được tiết vào máu, làm cho chúng ta cảm nhận được cái cảm giác đấy rất là rõ ràng. Tuy nhiên có một cái nhược điểm đấy, là nó không có sự tích lũy sức khỏe.
Và rồi chắc chắn đến một thời điểm chúng ta nhận ra rằng là các cái động tác của bài tập của chúng ta đều có cái giá trị, nhưng cái giá trị mà chúng ta cần ấy tại thời điểm hiện tại và tương lai nó mới là cái quan trọng nhất, chứ không phải là do chúng ta thích cái này thích cái kia nhá. Bình tĩnh này, chung hai lòng bật chân vào nhau, đan tay kéo xiết, các động tác càng lớn tên thì càng tốt, mà không lớn hơn cũng chẳng làm sao. Thứ nhất, động tác là học viên hoàn toàn có thể hiểu được. Chỉ cần khi chuyển từ động tác A sang động tác B, chúng ta cần phải có cái khẩu lệnh: đang giữ thật tĩnh động tác nhé. Giả thiết như thế này, đang giữ thật tĩnh thì thế động tác này, ta muốn chuyển đến tư thế khác thì phải bảo là thôi hoặc được rồi, hoặc là chuyển, phải nói rõ cái dự lệnh như vậy, xong sau đó mới nhấc. Ví dụ chúng ta muốn chuyển sang tư thế tách ngang này, Thôi, hai tay túm lấy hai bàn chân, tách rộng sang ngang. thôi là thôi rồi, tách là tách rồi, không cần phải gì, đúng không? Quen, tách rộng ra càng rộng càng tốt, chúng ta cũng rất là quen đúng không? Trong 60 tư thế căn bản thì nếu như đấy chúng ta không biết sáng tạo ra những chuỗi bài liền mà chúng ta sắp 60 tư thế căn bản đấy, đôi khi nó sẽ bị vụng và cảm thấy nó lóng ngóng, nhưng từ đầu đến giờ vẫn toàn tư thế căn bản thôi, trở thành một chuỗi bài rất là liền đúng không? Thế cầu đỗ vai này, từ từ buông tay co hai chân chạm mông. Thế cầu đỗ vai, hai chân co chạm vào mông. Đúng rồi, hai tay túm cổ chân lên luôn. Đừng xê dịch, xê dịch, xê dịch đó. Co phát được ủ luôn. Đẩy lên. Đúng rồi, quá chặt nhá. Rồi thôi buông, ngồi dậy. Buông, 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 buông. Hôm nay chỉ là hiểu ý thôi. Từ nay hạ xuống. Mạng của em chọn những cái chỗ mà nó hơi vấp, cho nên đâm ra là hình nó giật. Ngồi dậy đi, ngồi dậy giải thích. Thấy chưa? Nó này Di có chuyển rồi. Mỗi cái chỗ của em sử dụng mạng ấy là nó không được trơn tru, mấy buổi đều như vậy, ít nhiều, và cái âm lượng của mình nó cũng nhỏ, nó không được to. Rồi tôi giải thích nhá. Các cái bài liền ấy là mục tiêu là để đặt phát là chuẩn, đặt phát là chuẩn. Thì em nhìn cái động tác cuối cùng nhá, nhìn cái chuỗi động tác cuối cùng này, nhìn nhá. Động tác đầu tiên này, trong chuỗi cuối cùng này, một này, bao giờ chúng ta cũng nhắc là thôi nhá, hoặc là chuyển, hoặc là đổi. Có cái đấy là cái dự lệnh, cái dự lệnh của chúng ta. Còn sau khi chúng ta hướng dẫn chi tiết vào động tác thì đấy chính là động lệnh. Cái dự lệnh này phải nhắc này, thôi, xong rồi để lại khoảng tầm 4 giây, 3 đến 4 giây để người ta nghe thấy đã, đúng không? Thôi, hoặc là chuyển, hoặc là đổi, ta chọn ra một từ thôi. Giả thiết tôi chỉ dùng một từ nhá, thôi. Đổi tư thế tiếp theo, hai tay đan vào nhau, kéo sát hai bàn chân vào trán. Đây chính là động lệnh, bắt người ta thực hiện vận động theo mình luôn. Xong sau đó mình chuyển đến thế sọt ngang này, thôi, đấy là chính là dự lệnh, thôi nhé, thôi không làm nữa đúng không? Sau đó này, đổi tư thế tách ngang, hai bàn tay túm hai bàn chân tách ngang liền một mạch đúng không? Sau đó này, lại chuyển tiếp sang tư thế cái gì ạ? Cái cầu đỗ vai đó. Thôi, đấy chính là dự lệnh. Động lệnh này, có hai chân chạm vào mông, hai tay túm hai chân, túm luôn. Nên rất là liền đúng không? Thôi làm liền đúng không? Tránh cái trường hợp là mình không có dự lệnh này, không có động lệnh này. Cũng giống như ngày xưa mình đi tập thể dục lớp 1, lớp 2, lớp 3 đó. Cấp 1, cấp 2, cấp 3 không? Nào, mời cả lớp chuẩn bị. Đấy chính là dự lệnh. Đúng không? Sau đó này, bắt đầu. Nâng tay lên, hít vào lên, thở ra, hít vào, thở ra. Đúng không? Đấy chính là động lệnh. Nhưng mà giữa dự lệnh với động lệnh nha, là phải có thời gian, chứ không phải mồm nói một phát mà mình làm ngay. Mình nói, phải để cho cái âm thanh nó bay trong không gian đến tai người ta, thường nó mất khoảng 3 giây. Thì có nghĩa là mình nói xong mình phải chờ, sau sau đó mới làm. Đúng không? Thì người ta sẽ mất tầm khoảng dao động trong vòng khoảng 4 giây. Có là từ động tác A sang động tác B người ta phải mất 4 giây để nghe và mất khoảng 5 giây nữa để ổn định tư thế động tác. Có nghĩa là người ta sẽ có tầm khoảng 10 giây
để chuyển từ động tác A sang động tác B. Cái 10 giây đấy chính là có giá trị nhá, chứ không phải 10 giây là cứ dãy giụa như em làm vừa ban đầu đâu. Em nhìn cái động tác đè hông nhá, Động tác đầu tiên là đè hông đúng không? Bây giờ muốn chuyển sang tư thế đè gối đúng không? Thôi, chuyển sang tư thế đè gối, dựng bàn chân sau, đè xuống, hết, nhẹ nhàng dịu dàng không? Khi làm quen rồi thì người ta chỉ mất tầm 4 giây thôi, còn chưa quen thì mới mất tối đa khoảng 10 giây, đúng không? Làm lại nhá, đè hông này. Để chuyển từ tư thế A sang tư thế B, cần có sự lệnh và động lệnh. Sự lệnh chính là thôi, hoặc là đuổi, đúng không? Tốt nhất là dùng một từ thôi. Thôi, chuyển sang tư thế đè gối, dựng bàn chân phải, đè gối, tiếp tục phải chuyển tư thế tiếp gì à, trường tấn nhá. Thôi, chuyển tư thế đường tấn, du người về trước, trùng chân trái, nâng gối phải của mình lên, cứ làm đến đâu thì nhắc đến đấy, làm đến đâu thì nhắc đến đấy. Tránh cái trường hợp như vừa rồi là tôi nhắc em là em dứt đoạn hết cả lên đúng không? Cái gì trước cái sau là làm theo bản năng. Bây giờ chúng ta làm đến đâu chúng ta nhắc đến đó đúng không? Thôi dựng bàn chân phải, đúng rồi, nhưng cái quá trình dựng bàn chân phải đấy nhá cũng phải chờ đợi người ta cùng làm theo, chứ không phải dựng một cái là người ta dựng luôn đâu, người ta vẫn phải quan sát, người ta vẫn phải lắng nghe đúng không? Thì cái quá trình quan sát ban đầu cho quen thì người ta phải nhìn, nhưng sau khi người ta quen rồi thì người ta nhắm mắt, người ta lắng nghe, người ta vẫn cứ làm theo cái ý chí như mình đúng không? Thôi chuyển sang tư thế đè gối, đấy là nói rất là chi tiết là với người mới như vậy nhá, còn những người mà quen rồi đấy không cần phải nói như vậy đâu. Thôi chuyển đè gối ngắn hết cỡ ngắn luôn thì là tự động người ta biết này, tự động người ta biết dựng bàn chân nhá. Bây giờ vuốt bay vuốt bé xíu từ nhỏ tí tí ý kiến nhá. Một này giữ lạnh này, thôi chuyển sang tư thế đè gối, nó phải nói rõ cái động tác này là định làm cái gì đúng không? Tiếp tục bước thứ ba này, dựng bàn chân phải, nâng người lên, đè gối, làm đến đâu nhắc đến đó. Muốn chuyển sang tư thế trường tấn tiếp không? Thôi chuyển sang tư thế trường tấn là bước hai, người ta hiểu chuẩn bị làm cái gì rồi. Nâng chân phải của mình lên thế thôi đúng không? Muốn chuyển sang tư thế góc xoay người đúng không? Thôi góc xoay người sang trái, giơ tay trái của mình lên, em hình dung rồi chưa? Tôi thầy. Đấy chính là flow đấy. Và sau này nhé, em có thể tập 1.000 động tác nó liền một mạch như vậy. Bây giờ tôi tập thử một đoạn nhé, giống như bài chào mặt trời, đúng không? Thử một mẫu nhé. Đầu tiên là đè gối đó. Không cần nhé. Rồi. Một này. Hai này thoải mái này. Ba. Bốn này. Năm này. Nhất. Sáu này. Chúng ta có thể làm nhanh tốc độ lên một chút. Dìu thôi. Bảy này. Và chúng ta cũng có thể lờ đờ chậm rãi này. Tám này. Nhanh lên một chút này. Tùy theo vào cái bước nhạc mà chúng ta lựa chọn. Rồi. Tùy theo cái nhạc và cái cảm xúc hôm đó chúng ta thích tập kiểu gì nhé, có thể dần lên cái này, căng này, kiễng này, tùy đúng không, cũng có thể làm sao chậm chậm rãi này, rồi cũng có thể là say sưa này, chậm rãi say sưa, tùy vào cái bản nhạc của chúng ta nghe đấy, cái cảm xúc ngày đó của chúng ta đúng không. Rồi duỗi người bút đặt chuẩn luôn, bút một dựng đè đúng không, em hiểu đúng không? Với là không nhất thiết là phải như thế. Mà ngày hôm đó cô giáo à bật nhạc G-Mix, mọi người nhớ bài rồi tập G-Mix cùng tôi. Ngày hôm sau tôi mệt quá tôi bật bolero, mọi người tập bolero cùng tôi đúng không? Hôm nay tôi ra biển tôi tập theo kiểu biển, vẫn bài đó tôi lên núi tôi tập theo kiểu của lên núi, có nghĩa là tùy thuộc vào cái cảm xúc của mình có thể tăng nhanh cái cường độ lên, dừng dứt khoát, hoặc là có thể là dừng, hoặc là lặp đi lặp lại. Thì mỗi một trường phái nó tùy thuộc vào cái nhu cầu ngày hôm đó của mình sử dụng, còn động tác là giống nhau hết đúng không, tất cả động tác yoga giống nhau hết đấy. Và còn còn cái động tác đó kết hợp sắp chuỗi như thế nào thì cũng giống nhau hết, kết hợp và sắp chuỗi là cũng phải liền một mạch y xì như vậy, nó không động tác thừa, cắt hết động tác thừa, động tác vớ vẩn nhảm nhí cắt hết.
những cái thứ là ảnh hưởng đến chuỗi liền cái hết. Sau đó là nó di chuyển nhiều lần, nhanh hay chậm, thậm chí trong động tác chậm hay nhanh là tự mình biết, đúng không? Thì mình tùy thuộc vào cái nhu cầu của ngày hôm đó, ngày hôm nay chúng ta tôi mệt đúng không? Mệt mà tập giật cục như thế thì chết, đúng không? Có mà đột quỵ luôn. Ngày hôm nay người chính học viên còn phải nói với mình này, cô hôm nay tôi mệt lắm, cảm giác người ngọn nó rời thịt ra thịt nó rời ra khỏi nhau, các bộ khớp nó tung tóe rồi. Tập cái gì nó dễ chịu thoải mái thôi, thì đôi khi là người ta đúng trở vào dậy tùng dình. Đấy, tập như này nó mới sướng, đúng không? Nhưng ngày hôm sau thì người ta lại sao? Thích là múa thật thoải mái, đúng không? Tập được thì nó, đúng không? Thật thích múa này. Đó, em hiểu không? Thế chứ chả liên quan gì là kiểu đấy nó phải thế này, kiểu đấy là phải thế này nhá. Mà nó phụ thuộc vào cái nhu cầu của mình. Đó, thì hôm nào em thử tập và xem. À, cứ tập còn chầm chục buổi nữa. Thì chục buổi đấy thì em bắt đầu vẫn sắp cái chuỗi nó rất là liền. Và nó cắt hết động tác thừa nhỏ đi, cắt hết đi. Cắt hết cái động tác nhỏ xíu đi. Đấy, sau đó là nó còn chuỗi liền dừng. Liền dừng. Liền, 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 liền dừng. Đấy, sau đó là hơi nhanh giật vèo cái. Xong rồi vèo cái nó lại dừng dìu luôn cái. Đấy, thì nó tùy thuộc vào cái nhu cầu của mình ngày hôm đó. Đó, xong rồi sau đó mình thấy thích cái gì ơi, chơi một cái, ngày mai mình lại khác mình chơi một cái. Đó, cứ mỗi hôm một kiểu như vậy. À, vậy tổng kết lại nhá, toàn bộ những cái sự chia sẻ của ngày hôm nay này là chúng ta biết được cái cách làm sao có 5 loại sức khỏe: sức nhanh, sức mạnh, sức bền, độ dẻo và sự linh hoạt, và kích hoạt 5 loại sức đó lên thông qua các động tác tĩnh hoặc liền. Mỗi động tác thì có trong động tác đó là đặc biệt là có sức mạnh, ví dụ thế tấm ván là toàn 100% sức mạnh thôi, đúng không? Nhưng có những cái thế đè hông thì lại vừa có sức mạnh ở trong đó, vừa có độ dẻo ở trong đó, vừa có sự linh hoạt ở trong đó, đúng không? Thì thông qua các cái động tác thì có những động tác thì có 100% loại đó, nhưng có động tác thì có 2, 3, 5, 70%, hoặc có những động tác thì có cả 100% của cả 5 loại trong đó, đúng không? Sau khi mình kích hoạt được tất cả những cái loại đó lên theo cái thang điểm 7 thì bắt đầu mình có độ liền. Em hiểu không? Thì có nghĩa là sức mạnh hay là sức bền hay độ dẻo đều liền một mạch hết trơn tru, đúng không? Thì đấy chính là kỹ năng, kỹ xảo vận động. Và rồi cái bài tập của em khác hoàn toàn bài tập của người khác. Bài tập của người khác cũng vẫn động tác như vậy, nhưng mà họ tập trung như cơm nguội, nhưng mình tập thì có cảm xúc ở trong đó, có sức mạnh, có độ dẻo, và người ta nhìn thấy cái điều đó, đúng không? Thí dụ người ta nhìn thấy Tuyền, người ta thích Tuyền vì vì cái gì? Vì cái tốt và cả cái dở của Tuyền, chứ không phải là thích vì mỗi cái tốt. Người ta thích cái người mình là ô bạn này, bạn ấy rất là giỏi nhưng bạn ấy dê cụ hay là bạn ấy cái gì gì đó. Nếu có nghĩa là người ta yêu cả những cái xấu của mình, người ta không hề thấy cáu về cái xấu của mình. Đó, thì trong những cái vũ thuật, những vận động của mình cũng vậy, có những cái loại sức khỏe nó rất là tệ đó, nhưng khi mà vào liên kết vào thành một chuỗi giống như mình, bản thân đời sống của mình ấy, thì tự động nó nhìn thấy cái sự đẹp đẽ ở trong đó, và tự nhiên nhìn thấy cái chất riêng của mình ở trong đó, và càng tập thì càng ra cái phong cách riêng của huấn luyện viên, đúng không? Đấy, thì tôi chỉ là người làm sao dẫn mọi người tới những cái mọi người muốn, mà mọi người muốn cái gì thì tôi sẽ dẫn mọi người tới cái đó, nó dễ nhất, nó con đường nó ngắn nhất rồi. Và để có được 5 loại sức khỏe đó và kích hoạt ra loại sức khỏe thứ sáu chính là kỹ năng, kỹ xảo vận động cộng với 5 loại giác quan vật lý mình có, và kích hoạt thêm một loại giác quan phi vật lý là trực giác, thì mặc định bài tập của mình sẽ đớp khít nhạc luôn, không cần biết là nhạc gì, bật lên phát khớp nhạc luôn. Em hiểu không? Dù mày bật G-Mix lên, tôi tập đúng G-Mix luôn, bịch 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 chát 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 bịch đúng như là G-Mix luôn, bật nhạc đám ma, tôi bật đúng nhạc đám ma luôn. Thì có phải tất cả những người tập nhảy đúng không, bật nhạc gì họ cũng nhảy cũng đẹp, họ giống mình không khác gì cả, chỉ có điều là họ có cảm xúc, cái môn đấy họ tìm thấy cảm xúc, còn mình thì hầu hết là tìm thấy yoga vì mình thích, mình chả biết nó là cái gì, đôi khi mình mất phương hướng, mình không biết mình tìm cái gì. Thì giờ cố gắng tìm một cái đã, đào thật sâu thật nát một cái đấy ra, sau đó thì mới bước sang cái khác, để tránh trường hợp mình đi đến một đoạn nó toé toé như thế này, nó có nhiều cái gì đúng thích, nó bầu trời thích quá thì cái gì mình cũng vơ vào lòng, cuối cùng quay đi còn lại mất toi vài năm, mà cuối cùng làm sao cái gì cũng chỉ ở ngưỡng 5 điểm, thế thì toi ít nhất phải kích một cái lên trên thang 7, xong sau đó mới nôi các cái khác từng từng bước một lên trên thang 5. Đó, xong rồi đạt đến ngưỡng 7 tự động nó bùng nổ thôi. Và rồi chắc chắn một điều rằng là sớm hay muộn, nếu như em cứ theo yoga, và yoga gì cũng được không quan trọng, miễn là mình chọn ra một loại mà mình thấy phù hợp nhất, và cứ tập luyện thường xuyên, tối đa 3 năm sau em sẽ kích hoạt được tất cả mọi thứ khoảng thang điểm 6. Khoảng thang điểm 6 trung bình, có những loại lên đến 8 đấy. Đấy, nhưng mà ít nhất là 6. Thì ở đây là nhìn em tổng thể nhá. Đây là luôn xe định hướng luôn cho em nhé. Chất lượng cảm xúc của em cực tốt, nhưng chất lượng sức khỏe thì tệ. Tệ đấy, có một vài loại còn dưới thang điểm 5. Dưới thang điểm 5 có nghĩa là dưới trung bình, đúng không? 1 đến 10 là ok, 5 là trung bình, chúng ta không cần
là phải 8, 9, 10 đúng không? Nhưng chúng ta phải quá bán, có nghĩa là phải ít nhất phải 5 rưỡi đúng không? Thì mới là ổn đúng không? Nhưng bây giờ có một vài thang điểm của em chỉ được 3 thôi. Ví dụ độ dẻo của em, đặc biệt có một số bộ phận chỉ được 3 thôi. Mà trong khi đó em không hề có sức mạnh nhá, không hề có sức nhanh. Sức nhanh với sức mạnh của em chắc chỉ một thôi, đúng không? Thì bây giờ sức bền của em cũng chỉ ở thang điểm 3 thôi. Độ dẻo cũng ở thang điểm 3. Độ linh hoạt thì âm 1, âm 1, đúng không? Vừa rồi chó giúp mình chuẩn bị từ rắn về, chó giúp mình cứ bập 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 mấy phát ở chân này, xong rồi đè thôi, nhấp nháy nhấp nháy nhấp nháy dày dày mãi mới tới. Đó là tại cái thời điểm Đến bài liền thì mình đang ở cái ngưỡng đó, thì bây giờ mình đào sâu vào cái mình có thôi, cái mình có mình tốt nhất thì mình đào thật sâu rồi đào nát nó ra đã, xong sau đó mình mới bước sang cái khác. Thì cụ thể chính xác này, chất lượng cảm xúc của em rất tốt đó, thì em tập trung vào những bài giữ tích lâu, giữ càng lâu càng tốt, giữ được 10 phút cũng được, em cứ thử giữ mà xem. Thì em kích hoạt hết tất cả cảm xúc của mình lên đã, sau khi chất lượng cảm xúc của em nó bùng nổ thì bắt đầu tự động em tìm sang động tác đó. Thì tất nhiên là trong bài tập thì chúng ta sẽ tập hết đúng không, để mình lựa chọn ra. Còn đấy là định hướng cho em, thì là em đang có chất lượng cảm xúc rất tốt thì tội gì không đào. Đầy người nghe là người ta chất lượng cảm xúc, người ta âm líu díu, người ta khỏe như con bò đúng không, dẻo như bánh kẹo, nhưng mà nói chuyện người ta chả hiểu gì cả, thậm chí người ta cũng chả thèm nghe mình nói. Người ta nói từ đầu đến cuối, nói ù hết tai luôn, cuối cùng mà hỏi người ta nói gì người ta cũng chả nhớ. Có là chất lượng cảm xúc người ta không có một chút nào cả, mà trong khi đó chất lượng cảm xúc mới làm nên cái vấn đề cuối cùng, chứ sức khỏe có tạo gì đâu, chẳng sao cái gì cả, ít lắm. Có thể tính thêm thang điểm cân đo thì nó rất là ít, không nhiều, và chúng ta càng đồng bộ càng được nhiều, bao nhiêu càng tốt bao nhiêu. Rồi rất là cả vậy là em thì em cũng tương tự thầy nói là đúng hoàn toàn rồi đấy. Thầy nói là đúng hoàn toàn rồi đấy. Chỉ một năm nay em mới khỏe lên thôi, còn từ bé đến giờ là em nổi tiếng là yếu mà thầy. rồi rất Cả những cái gì mà mình. về phần động tác nhá, cho nên những cái gì mà về phần mà không phải luyện tập nhiều ấy, em thì em có tính kiên trì luyện tập nhiều để nó tốt lên. Còn nếu mà những cái gì mới cho em ấy là phải học rất nhiều thì em mới giỏi được lên được. Về phần mà cái gì mà đụng chân tay, đụng chân đụng tay đó, thế cho nên là ví dụ như mà mình muốn mà những cái phần khác khác của mình ấy, thì thầy nói là em nói làm sao chỉ mình cứ luyện cái phần mà giữ tính động tác cho lâu thì mình khỏe lên hả? Tại vì em muốn em khỏe lên mà, Đúng rồi, thì hiểu tội gì không phát thì em triển biết là tốt. chất lượng cảm xúc của em nó tốt, nhưng mà bây giờ thì em muốn em khỏe lên thì có nghĩa là mình cứ tập trung vào tập học, tập là cái giữ động tác lâu hơn, giữ Đúng cái rồi. tính động tác lâu hơn. Ví dụ bây giờ em có khả năng 3 phút nhưng mà bây giờ em nên tập thành 5 phút hay 10 phút. Đúng rồi. Đó. Khi nào cái đó giỏi rồi ấy, thiệt giỏi ấy, thì mình mới cần quan tâm đến cái phần mà linh hoạt này nọ sau nữa hả? Đúng rồi. Tại vì thầy Đó. nói là nếu như không bằng một bài liền nữa mà em cứ bị lộn xộn hết lên, em có thể làm được đúng như thầy nhưng mà em phải tập chắc khoảng 20 lần nữa em sẽ được Đúng như rồi. vậy, giống như bài chào mặt trời ấy. Đúng Trước rồi. khi gặp thầy là thật ra em đã luyện rất nhiều rồi đúng không? Em phải đọc được cái ý của thầy là thầy muốn như vậy đúng không? Tại tất những người thầy khác người ta không có bắt em phải làm như vậy, em cứ học ai hết, nhưng mà ý là mình không, những người khác người ta không bảo là phải làm y như vậy, nhưng mà muốn làm được đúng ý theo ý thầy ấy, em sẽ phải luyện tập chắc mấy chục lần thì em sẽ mới ra ý thầy chứ không phải là 2 lần em được, hiểu Đúng rồi. không? Thì có nghĩa là nếu bài một bài liền đấy thầy mà muốn đúng theo ý của thầy em sẽ coi lại 5 lần, em tập lại 5 lần thì em Ra sẽ sẽ ngay, làm lần sau em đúng không? trình Đúng tiến rồi. lại cho thầy thì sẽ ra ngay Đúng rồi. đúng không? Nhưng mà thì ý thầy là bây giờ nói em là em phải tập cho cái phần mà mình muốn khỏe lên thì mình cứ tĩnh giữ tĩnh Đúng rồi. động tác Chuẩn. lâu vào, Chuẩn rồi. À, chuẩn lại nhá. Năng lực của còn em những cái đang kia tốt thì ở mình điều cứ gì thì em tập từ trung từ. điều đó trước, sau khi điều đó nó đạt thang điểm 7 trở lên thì tự động các điều khác nó có, để tránh trường hợp là hôm nay em thấy cái này nó hứng thú, ngày mai thấy cái hứng thú, nó mất cái điểm 10 của mình. Tốn toán lý hóa sinh sử địa, mình tốt toán thì cứ tập trung vào toán đã, toán 10 điểm đã, rồi tính các cái khác, thì tự động mặc định các cái khác nó được đẩy lên thang điểm 1. Có nghĩa là em làm thật tốt một cái chuyên môn của mình trước, sau khi tốt hết cỡ cái đấy đến cái ngưỡng có thể thì tự động các cái thang điểm khác nó tăng ít nhất là một đấy, xong sau đó mình lại quay lại làm tổng thể các cái khác lên, tăng một điểm tất cả các lên thì nó lại bằng cả cái toàn bộ cái kia. Với là cái kia mà thang điểm 10 nhá, nhưng thang điểm 10 đấy mình đang dùng hàng ngày, nó mới là có giá trị đấy. Phải có sống đã, phải sức đã, phải có lực đã, sống đã đúng không, thì sống đã khỏe mạnh đã thì bắt đầu mới có thời gian để loay hoay xử lý những cái kia, để tránh trường hợp là bị phân tán nguồn lực. Thì tạm thời bây giờ em đang tốt, rất tốt về chất lượng cảm xúc và kích hoạt triệt để sức khỏe của mình, nên thông qua những bài tập giữ thật lâu, càng lâu càng tốt.
5 phút bây giờ thì dành 6 phút đi, 7 phút, 8 phút, 9 phút đi, 10 phút, 20 phút đi, nhưng cũng không nhất thiết phải đến 10, 20 phút, chỉ duy trì tầm 3, 5 phút là đẹp tuyệt vời rồi. Sau khi cái sức của em nó tăng lên rồi, nó có sức mạnh đấy, em thiếu sức mạnh mà, thiếu sức mạnh mà cả thiếu sức nhanh, âm luôn sức mạnh, sức nhanh. Bây giờ mà bảo em vác cái gì em chạy cái gì mà có khi không chạy thì còn 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 đỡ mệt, chạy còn mệt hơn, thà không tập thì còn đỡ mệt đúng không? Thì phải tăng sức khỏe của em lên đã. Chính xác, tăng sức nhanh, tăng sức mạnh lên đã. Thì sức mạnh đấy ít nhất nó phải lên 1 lên 2. Đấy thì xong bắt đầu nó lên xong rồi bắt đầu mình mới tập trung được sang cái khác, để tránh trường hợp mình tập trung vào quá nhiều những thứ nó ít giá trị. Rồi, ít ít một thôi không thì lo bị loạn. Nếu mỗi ngày một chút nhá. Vài ngày sau chúng ta cũng vẫn tập liền như vậy và tôi cũng gia tăng cái năng lượng áp lực lên như vậy. Và chắc chắn là sau khoảng chục ngày, 2 ngày rồi đó, 2 ngày như ngày hôm trước nói chuyện chém gió, thì sau khoảng chục ngày thôi là tự động em không cần phải hướng dẫn em động tác liền, tự động em biết hết. Mà thực ra là hôm nay em đã biết rồi, chỉ có điều là em chưa luyện nhiều thôi, thành ra nó chưa nhuyễn thôi nhá. Rồi ok, cố gắng Thì nhá. em phải hiểu được cái ý luyện chỉ của thầy nữa, tại vì thầy dạy là thế em phải ý theo hiểu cái kiểu của thầy dạy, biết không? Em phải quen Đúng rồi, cái đúng rồi, em hiểu ý. kiểu hô của thầy với kiểu mà thầy bắt phải làm như nào đó thì em phải đúng Đúng như rồi, dần nó sẽ quen hết. thế. À, Ok. rồi cứ tập một thời gian Rồi. rồi em sẽ thấy. Cứ tập một Bài thời về gian em đấy cứ là chuỗi bài liền, và sau về đi bài liền nào em cũng có quan tâm được hết. Ai huấn luyện viên gì dạy bài liền em cũng theo được hết. Đấy, càng về sau càng ít nhịp. Đó, nó có cách của nó rồi. Các phương pháp vũ thuật giống nhau hết mà. Các giáo viên mà giỏi giỏi giống nhau hết. Đó, họ có một chút vũ thuật là họ giống nhau hết, họ đều đi vào chuỗi bài liền và họ đều giống nhau hết. Họ đều giải thích, đều giữ lệnh, động lệnh, và họ làm đến đâu họ nhắc đến đó. Nó rất là rõ ràng. Đó, chỉ điều là chúng ta có thể là chúng ta chưa quen hoặc là chúng ta rối rắm thì nó như vậy thôi. Không sao nhá. Vô một chút. Đó. Rồi, mạng lại vấp rồi. Rồi. Bữa nay mình dừng ở đây nhá. mai em chuyển chỗ khác. Ừ, thế Vâng, mai em nghỉ ok. thứ ba là thứ hai tập Cảm nhá. ơn thầy nha. Ừ, cố gắng rảnh rảnh thì ôn ôn lại chút xíu. Vâng. Ừ, ok nhá. Luyện bài ngày mỗi hôm. Đúng Vâng, rồi. ngày Tốt sau nhất tôi là luyện cứ bài. mang bài chào mặt trời ra chào lại. Chào bạn thầy. Chào vài chục lần là ngon ngay mà. Nhá. Nhưng mà chào thầy em thuộc rồi. Em sẽ luyện bài mới. Bài mới. Bài này. Ok.